Cường Audio xin kính chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một review sản phẩm đó là XUX K10 và một dòng sản phẩm mới là Libablu K3000. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn một dây đó là dây livestream dành cho điện thoại nhé. Thì nhiều bạn thì dùng sau cạc ấy, muốn livestream hát trên Facebook ấy thì hoặc là Bigo thì các bạn sẽ còn thêm một thiết bị khác để live. Thì như mình đã test rất nhiều các sản phẩm, như mình test rất nhiều các sản phẩm dây kết nối để livestream ấy, thì mình thấy là cái dây này là phù hợp nhất cho các bạn. Thì ở trong chiếc hộp này thì các bạn sẽ có là một tờ giấy của nhà sản xuất, cũng như là đây các bạn thì nhìn thấy là hướng dẫn cách người ta kết nối này. Thì đây, dây này sẽ có ba đầu nhá. Mình sẽ bóc chiếc dây này ra. Như video lần trước của mình nói về cục loa ấy, thì cục đấy sẽ có hai dây 3.5 nữa, nhưng mà các bạn nhìn có thể kết nối rất là lằng nhằng đúng không? Thì ở đây mình sẽ cho các bạn thấy. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây có dây có ba màu này, màu hồng này, màu đen này và màu xanh. Thì bây giờ mình sẽ cắm chiếc dây lai này vào điện thoại và vào chiếc sao cạc K10 cũng như là chiếc micro LD Libablu K3000 để thử trải nghiệm. Rồi, đầu tiên thì các đầu màu hồng thì các bạn sẽ cắm vào chiếc sao cạc, là cắm vào đầu ra của sao cạc. Đầu màu đen thì các bạn sẽ cắm vào điện thoại. Đồng bào đen các bạn cần phải hoạt động đầu một. Alo, rồi các bạn có thể nghe thấy mình nói chưa nhỉ? Các bạn nghe thấy độ vang chưa? Rồi, thì đồng màu xanh này các bạn có thể cắm vào đằng sau ở chiếc sau cạc để các bạn có thể nói chuyện FaceTime. Bây giờ mình sẽ mở nhạc lên và thử một đoạn xem. Sau cạc này đó, alo. Thì để đặt hàng sản phẩm này thì các bạn sẽ liên hệ với mình qua Facebook là facebook.com/audiopet cũng như là qua số điện thoại 0976508260, hoặc các bạn có thể truy cập vào trang web cườngaudio.com để tham khảo các dòng sản phẩm khác của mình. Các bạn có thể nhìn xem cục lai ở đường link trên này, các bạn click vào đây để xem đường cục lai nhé. Thì cái dây này sẽ kết nối đơn giản hơn là cục lai lai kết nối lằng nhằng nhiều dây dở. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của Cường Audio. Đây là dây livestream trên điện thoại ba đầu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.